Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 9 giờ sáng nay ngày mùng 4 tháng 10, tại thẩm mỹ viện Anh Dio số 16B phố Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường, khói bốc lên tại khu vực tầng 3 của thẩm mỹ viện Anh Dior khiến gần 20 người hô hoán nhanh chóng tháo chạy ra phía ngoài. Có khoảng 3-4 người mắc kẹt ở tầng cao hơn. Chỉ ít phút sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn quận hoàn kiếm công an thành phố hà nội khẩn trương điều động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ đến hiện trường để dập lửa. Cảnh sát phải phá vỡ cực kính ngôi nhà để khống chế ngọn lửa, giải cứu những người mắc kẹt. Đến 9 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Chuyển sang một thông tin khác, vào khoảng 9 giờ sáng nay đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm. Chuyến tàu di chuyển từ Hà Nội và Sài Gòn rời ga đến đoạn đường ngang dân sinh trên đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã va chạm với người dân chạy từ trong ngõ ra. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Lê Thành, 30 tuổi, trú tại Đống Đa, thành phố Hà Nội, là người đã chạy qua đường ray và va chạm với tàu SE5 dẫn đến tử vong. Mặc dù tổ lái tàu đã xử lý hãm khẩn cấp nhưng do cự ly quá gần và bất ngờ, tàu đã đâm thẳng vào người anh Thành vụ việc khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, giao thông qua đây ùn ứ hơn một tiếng đồng hồ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, lập biên bản sự việc làm rõ nguyên nhân. Khoảng 15 giờ chiều qua tại địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Bằng, sinh năm 1992, trú tại tỉnh Nam Định. Tại thời điểm trên, Nguyễn Văn Bằng vào một cửa hiệu vàng trên đường Cổ Nhuế, vừa hỏi mua một dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng 2 chỉ lợi dụng lúc chủ hiệu đưa chiếc dây chuyền mà đối tượng đề nghị hỏi mua để xem, bằng đã nhanh tay giật lấy chiếc dây chuyền rồi bỏ chạy. Nghe tiếng chi hô của chủ cửa hiệu vàng, người dân đi đường cùng tổ công tác công an phường Cổ Nhuế đã kịp thời hỗ trợ truy bắt tóm gọn đối tượng. Vụ việc đã được công an phường Cổ Nhuế 1 chuyển lên công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. thưa quý vị và các bạn tinh chất isoflavone được phát hiện trong mầm đậu nành có tác dụng bổ sung nội tiết tố nữ một cách tự nhiên giảm quá trình lão hóa lợi dụng sự quan tâm của người tiêu dùng đối với tinh chất này đủ các loại thực phẩm chức năng mầm đậu nành được tung ra thị trường với những dòng quảng cáo tác dụng thần kỳ nhưng lại chẳng được bất cứ cơ quan quản lý nhà nước nào cấp phép lưu hành sự mầm mờ về nguồn gốc xuất xứ không chỉ gây thiệt hại về lợi ích kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng Buổi kiểm tra đột xuất của lực lượng quản lý thị trường tại nhà thuốc Minh Châu 2 số 177 Mễ Trì Hạ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Rất nhiều loại thực phẩm chức năng bị phát hiện không rõ nguồn gốc. Những loại thực phẩm chức năng này được bán khá lâu tại đây, nhưng người bán hàng cũng chẳng biết nó có tác dụng gì. là Chữa dạng. Chữa Dạng. Tức là thuốc à? Thuốc dùng ngoài đúng không? cũng Chả của của ngoài? Cháu không biết mà Cũng tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một loại thực phẩm chức năng Isoflavong Plus không có chứng nhận an toàn thực phẩm, được in kèm dòng chữ Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ để đánh lừa người tiêu dùng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại bột mầm đậu nành, tinh chất mầm đậu nành. Với những công dụng được quảng cáo như hạn chế lão hóa, phòng ngừa ung thư, tăng cường nội tiết, dù được dán nhãn thực phẩm chức năng, thế nhưng tất cả đều có một điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng chẳng có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin duy nhất thể hiện xuất xứ của sản phẩm này là đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Là sản phẩm nghiên cứu của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam rồi đưa ra những cái tác dụng rất là tôi phải nói thẳng là trên trời. Và cái giá cũng đi đôi với cũng giá trên trời, chắc chắn cái việc này nó sẽ gây cái hậu quả thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng là điều đương nhiên. Được quảng cáo là tinh chất mầm đậu nành, thế nhưng vì chẳng có bất cứ cơ quan nào quản lý, cấp phép nên bên trong những sản phẩm này là bột đậu nành hay thậm chí là một loại bột gì khác thì chỉ có chủ cơ sở sản xuất mới biết. Việc mập mờ thông tin về nguồn gốc sản phẩm là một chiêu thức phổ biến hiện nay nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ sở sản xuất có đúng như đề tài hay không? có đúng thành phần trong đề tài hay không thì tôi thấy đây là một cái mà hết sức nguy hiểm hiện nay nhiều doanh nghiệp hiện nay là cứ tự do sản xuất và bán ra thị trường biết đâu đây là sản phẩm giả liên quan đến vấn đề này đại diện viện hóa học thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam khẳng định đây không phải là sản phẩm được sản xuất tại đơn vị này tuy nhiên sau quá trình giả soát một nhóm nghiên cứu tại viện đã nhận trách nhiệm để lọt sản phẩm thử nghiệm của một đề tài nghiên cứu chưa được nghiệm thu ra thị trường. Nội dung này cũng chưa được báo cáo lên lãnh đạo viện. Cái sản phẩm đề này, này thì nó chỉ là một cái chuyên đề ở trong cái 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 đề tài thôi. Thì chính vì thế cho nên là lãnh đạo viện đôi khi lại không nắm rõ được các nhóm chúng tôi thì cũng chưa có cái chủ trương để có thể đưa ra bởi vì tôi cũng biết là nó chưa đủ cái điều kiện để lưu hành trên thị trường. Chính vì thế cho nên là cái quá trình mà lưu thông trên các cái kênh nhà thuốc thì đấy là cái vượt ngoài kiểm soát của chúng tôi. Đến thời điểm hiện tại, những sản phẩm này đã tạm ngừng sản xuất thử nghiệm để xác minh, làm rõ những dấu hiệu vi phạm Tuy nhiên với hàng trăm hộp tinh chất mầm đậu nành đã được đưa ra thị trường khoảng một năm nay, thì việc thu hồi những sản phẩm này không hề đơn giản. Nếu không tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như thông tin bắt buộc phải có trên nhãn mác sản phẩm, thì người tiêu dùng rất dễ rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Tới đây bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào 8 giờ 40 phút ngày mai.